Ngày 4 tháng 8, Công an thành phố Thái Nguyên tiến hành tuyên truyền vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành pháp luật và ký kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Sau hoạt động ký cam kết, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tiến hành cấp phát tờ rơi và dán logo đề can với nội dung đã uống rượu bia không lái xe ở các vị trí thuận lợi, dễ quan sát tại đơn vị, doanh nghiệp. Qua đợt tuyên truyền, ký cam kết giúp các đơn vị kinh doanh vận tải sẽ nắm bắt nhiều hơn các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và container, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của chủ xe và lái xe.